sao đúng không? À, ngày nào cũng thấy bốc lên đầu bốc phải không, thấy bới đứt, ngày nào cũng lên bốc tay dắt hôi. Tại vì về gia đình chị nó có ảnh hưởng. À trời ơi, tiếng nó khóc tiếng Mỹ. Ảnh hưởng sao mà ảnh hưởng cái nghề này, ảnh hưởng tất cả mọi thứ, những cái nghề này ảnh hưởng nặng lắm, tại vì nó không có sự diễn. Nó không có diễn được, tại vì cái nghề nghề công chúng mà, cho nên là cái sự tập trung nó đông, cho nên là đâu có thể được. Tức là bây giờ không biết khi nào mới thật sự trở lại bình thường. Ở đây mình còn chưa trở lại bình thường nữa. Thời điểm dịch chuyện lo. Lo gì? Mình lo sao bằng người ta lo. Cả cái tình hình của thế giới luôn mà. À, thì chỉ có là nhiệm vụ của người dân trong thời điểm dịch là chúng ta cố gắng tuân thủ mọi cái quy định, mọi cái yêu cầu của mỗi ngày mở điện thoại ra là có nhắn đó, đó là cũng quan ngại, rồi lời đồn nghe sợ quá, nào không được đi ra đường, rồi siêu thị đâu làm sự hoảng loạn thiệt tình. Cũng quanh thời gian đó thì ở nhà, xong rồi dẫn con nè, ở gia đình cứ hễ chiều 4-5 giờ bắt đầu ra gần đây nè, đi bộ tập thể dục, để thứ nhất đó là tập chạy xe đạp cho tụi nhỏ, thứ hai nữa là mình tranh thủ lúc đó mình đi bộ để mà sức khỏe nữa đó, tại vì lúc đó ai cũng biểu sức khỏe mới chống lại, nên cũng tranh thủ vậy. Xong rồi lại tranh thủ thêm cái nữa là được thực hiện cái ước mơ nho nhỏ mình từ xưa đó là trồng trọt. Vẫn làm luôn tới giờ đó, mà mê bị cuốn hút trồng cho sân thượng. Có cho em quay được không? Ôi quý vị, sân thượng rau. Trời đất ơi, người ơi, mình chỉ là chút như đồ chơi nít vậy, chứ không phải như anh Lý Hải hay là mấy người kia hoành tráng lệ. Người ta là cứ ta mướn người về làm thủy canh rồi làm vàng rồi hoành tráng, rồi mình là cái mình thủ công á, mà thủ công nó cực quá, nhưng mà lại nó có một cái thú như thế này, có nghĩa là mình tự mày mò nó không được, nó hư tới hư lui, nhưng mà khi nó thành công rồi nó đã hơn cái kia, đúng không? Tại vì cái đó là cái công sức của mình gieo từ A cho tới Z. Nhưng mà thực sự mình muốn trồng là mình trồng cải và trồng xà lách. Cái đó mình, tại vì trồng đất cái nào thiết thực để mình đúng ăn. Đó là chị phải trồng đất vườn là đất thịt ở dưới á. Ừ. Chứ còn mà đất chị mua là đất hỗn hợp, bỏ trấu, bỏ trò. Trò không à, đây. Thế là cũng có người đi bà xong nẹo cho tôi bịch đất thịt. Cũng thấy qua đây. Bà xong sẽ đất cát á. Không, giống đất. Đất phù sa gì mà nó giống như nó cứ quện quện cái màu vậy đó. Cái chị đó chị thấy tôi mà nó nặng có tí xíu. Đất sét giờ đó có vậy dạ. Đâu. Đất có tí xíu mà nó nặng mụ nồi luôn. Đất sét nó. Không, nhưng mà cái con nhỏ mama của Ly nó về quê ngay cái bờ sông của nó đó. Nó bới lên, nó nói đất của nó là không có bồi bổ gì hết trơn, trồng đất tốt. Nó cũng bới lên mà mỗi lần nó lấy Ly la qua trời, tao nói để tao pha mày. Mày lấy hết có nhiêu mày chở lên có nhiêu đi, mày lấy mày thấy hết hết đất tao quý như vàng. Ngày cái tay ổng chọc, ổng nói sao đúng không, à, ngày nào cũng thấy bốc lên đầu bốc phải ổng thấy bới đứt, ngày nào cũng lên bốc tay dắt hôi. Tự bớt tự chọc, trời ơi cái tay nè, bao đeo bao tay vô bới xào xúc tối ngày, cái làm đất hoài luôn. Không nhận bây giờ đang ủ mu nè, thấy người ta chỉ là chúng ta nên ủ đất để có sẵn, cái nào chúng ta chồng chúng ta lấy ra thôi, chứ mỗi lần chúng ta chọc mệt quá. Nhưng mà cái đó hơi khó, tại vì phải có một cái thiệt là lớn mới làm được. Tối ngày mình có lên mạng, bây giờ tối ngày suốt ngày là chỉ có mở YouTube để coi vậy thôi. À, cây này nó bị gì còn sao, tức là coi người ta làm phân gì, cái này là phải gì, cái dùng cái gì, đất này sao, phân này, trời ơi, rành lắm. Bây giờ có cuốn sổ, hôm qua con nói mẹ cho con mượn cuốn nhật ký của mẹ. Mở ra trời, con sợ mẹ luôn. Ngày này bón phân nào, cây này cây nè, đó là đi trồng cũng vui thôi, tức là mới đầu đi trồng mấy cái ươm nhỏ nhỏ vậy thôi nè, mà nó không lên mình mới thử đất kiểu này, thử trồng phân kiểu kia kiểu nọ. Rồi bây giờ nó đã tương đối, nó đã được chút đỉnh, nhưng mà tại vì mình tham muốn trồng 80.000 loại rau, cho nên lúc mà hái ăn nó không có ra cái rau gì, nó thành cái rổ rau, gọi là rổ rau tập tàn. Mình dùng từ là cái rổ rau tập tàn, tại vì mỗi thứ chút á, mà mình ăn nó sẽ thành một cái rổ rau sống, thì mình thiệt là thích, thiệt công nhận cũng khoái lắm. Trời, nói chung trồng lum hết trơn, mà đang buồn cái cây này nè, không ai chỉ giùm. Cái cây dưa leo của mình nè, tự mình trồng trái như vậy là nó cứ bị vàng vàng, nó muốn hư, mà
Bây giờ mình lên mạng mình coi đủ cách, mình trị đủ kiểu mà vẫn không được. Mình cũng thai thùng rồi, mình cũng xịt phân này nè, mình chỉ xịt phân kia. Nhưng mà hãy lớn tới đó cái bắt đầu nó vàng vàng, cái nó rụng. Rầu quá không biết làm sao luôn á. Giờ đang buồn nói dễ sợ, với cây cà chua nó buồn dễ sợ luôn. Cây cà chua thì nó hoành tráng, nó lên, nó ra bông. Cà chua dây hả chị? Không, cà chua thường thôi, nhưng mà cà chua mà nó mình lấy từ ăn nó mình lấy ra, nhưng mà bông nó đó không chịu đậu trái. Đứt quá. Đực rồi. Không, nó có đậu. Đậu mỗi giờ nó cứ vậy hoài nó. Ủa có cây đực cái nữa hả? Ủa có cây đực cái nữa hả? Cái cây nó có loại cây đực nó sẽ ra bông nhưng mà nó không có trái. Chết cha rồi, đừng nói tôi bị cây đó nghe, tôi cho chồng cực khổ. Nè giống như đi chồng vậy nè cháu. Chút gì nè tùm lum. Này nhưng mà cây hoành tráng là cây khổ hoa. Mình rất là hoành tráng. Ăn được không? Trời tức quá, mình ăn nhiều đợt lắm rồi đó nghe. Đây khổ hoa đó là khổ hoa Đài Bắc của mình, nó cao giờ mới 8 luôn á. Đây Đài Bắc nè, đây khổ hoa mới nữa nè. Khổ hoa mới trái người ta chút lên hái trái này mà. Trái này bên đây nó bự hơn cái bàn tay nè. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Đây nè, mới mấy cái màu nè. Đây là một trong những chuyện mình trồng thử đó, nó chưa có được bự. Khi nào bự mình mới ra cái cây lớn. Đây, mồng tơi ta ngon không? Bữa nay ta thu hoạch ăn. Mồng tơi nè. Cái đây chưa có thời gian để cho nó ra chậu lớn nè. Khổ hoa gieo qua. Gieo nhiều nó lên. Gieo giờ nó lên cả chục cây, không có chỗ chứa. Nó khổ vậy đó chứ nè. Bên đây Đầu Bắc nè. Đó, và bên đây đó. Giờ mới đóng vàng. Trời, giờ này hoành tráng đóng vàng nữa. Mấy đóng vàng mà đóng cái khay để mình đẩy cho nó dễ đó. Nè hai cái khay nè, nó vô được cái khay lớn đó nữa. Đây, các loại phân là mình biết làm hết nha. Đây, phân đậu nành, củ phân đậu nành. Trời ơi, khùng lắm bây giờ. Bị con rồi nó nói hoài. Mẹ ơi, bây giờ mẹ, nè, rồi bắt cái trái. Trời thích nha. Trời thích nhưng mà, trời ơi, mà mình phải trồng nhiều rồi mới ăn được một lần. Còn mình không trồng nhiều, mỗi lần tôi quạnh chút chán chết luôn à. Đây, em trồng chơi nhưng mà em cũng ăn được như vậy, mỗi lần em thu hoạch cũng ngon. Biết rồi bây giờ, biết phân đậu nành cũng làm này, ha, phân rác nhà bếp cũng làm này, ha, GE cũng làm, dịch chuối rồi gì, nói chung là đi lặt lên lá chân. Biết rồi đi cũng biết là biết bây giờ thành bà làm vườn nào, bà làm vườn tập sự á, không trồng được nhiêu bởi vì đâu khoe được, khoe người ta mắc cỡ. Dưa leo để hỏi Hà Vân thử coi. Hà Vân gì? Hà Vân á. À, sao ơi, có trồng dưa leo, có trái dưa leo bự vậy nè, trái dưa leo bự vậy nè. Nó trồng rồi đâu Xuân Thượng nữa hả? Cũng Xuân Thượng luôn, cũng ở nhà cũng trồng Xuân Thượng ấy. À nhưng mà nó trồng nhiều hơn. Cái vườn nhỏ nhỏ hơn. Cũng vườn nhỏ hơn tự trồng hả? Mà đi trồng nè. Đi trồng này là đi không, cái này là dịch chuối đó. Trời nó thơm lắm nghe. Đó làm xong á, bỏ vô đây là bỏ tủ lạnh đó. À, nhưng mà nó trồng hóa học hay là trồng hữu cơ? Trồng hữu cơ mà. Đi trồng. Tại vì ở nè ông Kỳ nè, nhỏ mà nó lên vậy nè, trái á. À, bắt đủ ăn rồi. Trời ơi, không có ăn đâu, bây giờ đang trồng thêm cây mới kìa. Đó, mấy mẹ con lâu lâu làm bánh nè. Vậy đó. Trời ơi mệt. Tết đó mùa dịch cũng vui nha. Nghe nè, cái cây đậu bắp nó có cái bông nhìn đẹp dài trời, mà không nghĩ là cái bông đậu bắp nó đẹp dễ sợ luôn ha. Đẹp ghê luôn. Đó nghĩa là khi mà chị trồng chị làm chị mới biết nhiều hơn đúng không? Biết nhiều hơn, mình phải nghi ngâm cú này kia đó mình biết, mình mê. Nói chung là thật sự là lần xưa đi mê. Đi mới có một cái khu vườn nho nhỏ. Xong rồi nhưng mà kiểu giống như mình không phải nghĩ là mê trong nhà mình, mà mình giống như có cái vườn cái này kia đó. Xong rồi cuối cùng cái không có, là cũng không có làm được nữa trong công việc này kia. Bởi vì giờ nhỏ mama nhà nó chọc á. Nói hay quá ha, chồng cho cố tới hồi đi làm lại rồi đi ai lo. Chắc bỏ luôn quá. Mà một ngày lên gặp mặt nó 4 lần mới chịu được nha. Biết là bị la đó. Vì khi bận cỡ nào, giống như là sáng nay đó là phải đi quay sớm là 7:30 không, thì lúc đó 6 mấy lúc dậy rồi mà 7 giờ cái đánh cái kem lót xong mới lật đật chạy lên trời tưới buổi trời xong mới đi xuống. Xong cái là thường thường là Ly sẽ tưới vào giờ buổi sáng, buổi chiều là hai cử. Mà chiều nhiều khi đi học về trễ lắm, đi học về 6:30 tối thôi mình lên cũng lật đật lên để cho nó ráo mồ hôi rồi mình mới đi tắm, là hai cử chính. Cái lúc mà ăn cơm xong là tới bắt đầu 1 giờ là cái con nhỏ mama nó nấu cơm xong nó lên. Nó đi lên nó lấy đồ phơi đó. Mà nó biết, nó cứ chọc mình. Đi không? Là bây giờ có làm cái gì đang cần cũng quăng hết đi, sống đi.
mà trời nắng chang chang mà đi lên làm gì, dòm cũng dòm cái chứ không có tưới gì vậy đó, dòm cái mà nắng muốn chết chùm nhưng mà điên quá. Nên coi là cử thứ ba phải không, cử thứ tư là khi mình tưới, mình tưới mình nó nóng nướng đây, khi mà nó đi lên 7, 9 giờ, 9, 10 giờ đêm phải ký kéo mình lên trên đó dòm mình nữa mới chịu, một ngày 4 cử làm đúng niềm vui luôn giờ đó. Thương như con nặng nứng sợ cái trái nó hư. Nhưng mà cái dưa leo này không hiểu lý do luôn, mới thay cái thùng lớn rồi xong tỉa bớt lá dưới, xong rồi xịt cái thuốc, không phải xịt cái thuốc mà mua cái vê mắt, cái nó chung là kích thích để chống rụng trái mà nó cũng là hữu cơ hết, xịt người kia hết là nó bắt đầu nó ra bằng cái tâm á, cái nó vàng. Bây giờ nó ra bằng đá lớn vậy, bắt đầu chớp nó lại vàng, nó vàng là coi như bỏ. Mà bây giờ hôm bữa giờ là biết mấy chục trái luôn á, cứ vậy á, là đi trồng 2 cây, 1 cây thì nó mỗi nách nó có 1 trái, còn 1 cây này không biết nó mắc cái giống dịch gì nó ra bông quá trời là bông đực, không có 1 cái nào hết, không đậu 1 trái nào hết, đang rầu. Còn cái cây cà chua thì cũng bị nữa, bực quá, nó để ngày mai đi mua cây dưa leo, mua về cái mới không có thời gian ấy ra cái nó hư để đi mua, mà giờ đang ghiền. Chung là hôm nay có thể thu hoạch được chừng 6-8 trái chỗ qua nếu thu hoạch, còn cứ ráng để nó, lúc đầu mình không biết á, mình trồng 2 cây trong 1 chậu nó nhỏ quá, nó không đủ dinh dưỡng, thứ nhất không đủ dinh dưỡng đó, xong thứ nhất, cái thứ hai nữa là thật ra là nó già rồi nhưng mà tại mình cảm thấy nó lớn, tại nó không đủ dinh dưỡng. Mình mới nói buổi sáng buổi chiều mình lên nó dạng trái tức dễ sợ. Rồi mới đầu nghe sợ bị bệnh á, cũng mua hỏi người ta mới kêu mua bao ni lông gì bọc, trời bọc nguyên một cái vàng ni lông không, cuối cùng tháo ni lông quăng hết trơn. Cổ hoa nó bọc ni lông, bọc ni lông cổ hoa chuyên môn bị ruồi vàng đục trái, cho nên bắt phải bịch. Mà cuối cùng cái anh đưa chụp hình, đưa cái anh chuyên gia hỏi ảnh, thì ảnh nói là mùa này mùa mưa à, mùa nắng mùa mưa à, mùa, mùa, mùa mưa mùa nắng mùa mưa vậy đó, quên mất rồi là không sợ ruồi vàng, cho nên là tháo ra hết đi coi thử sao. Tháo ra hết, trời ơi, mua mấy chục biết bao nhiêu bao ni lông, tháo ra hết giờ không có bị nữa. Nói chung là chỉ mình có đạt chút là cũ qua thôi, chứ được bắp từ